Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, trong hôm nay nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ tạm thời chấm dứt do mưa dông gia tăng nhiều nơi từ đêm ngày hôm qua. Dãy mây dông có trục từ 23-25 độ vĩ Bắc đang dịch chuyển về phía nước ta. Dưới tác động của nó thì từ ngày hôm nay đến hết ngày mai, ở Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông. Giữa vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm cả đợt, có nơi trên ngưỡng 150mm. Dự báo do có mưa, nên trên các sông suối ở khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên từ 1-3m, riêng lưu vực sông Thao, biên độ lũ lên từ 2-4m. Vì vậy, quý vị cần cảnh giác cao với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Những cơn mưa dông xuất hiện sẽ xua tan đi cái nắng nóng, làm cho nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh thành phố thuộc phía Đông Bắc Bộ giảm xuống còn từ 29-32 độ. Ở các tỉnh thành phố thuộc khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ giảm còn từ 30-33 độ. Sang tới ngày 26, mưa giảm, chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi. Vì vậy, thời gian nắng nóng lại có thể tăng lên, nhiệt độ lại có xu hướng gia tăng trở lại. Ở miền Trung, vùng áp thấp nóng phía Tây suy yếu nên khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế trong 3 ngày tới, trời còn nắng nhưng cường độ nắng không còn mạnh, nên mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến dưới ngưỡng 35 độ. Nắng nóng giảm hẳn, về chiều tối còn có mưa rào và dông cục bộ. Còn đối với khu vực từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, do chịu ảnh hưởng của nhiễu động từ phía đông di chuyển vào, nên trong 3 ngày tới trời nhiều mây, có mưa rào và dông, có nơi có mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều chỉ dao động trong khoảng từ 29-32 độ. Mưa dông cũng là thời tiết cần lưu ý ở các tỉnh thành thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Sau cùng lúc chịu ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo có trục từ 10-12 độ vĩ Bắc, lại vừa có tác động của gió mùa Tây Nam mạnh, nên từ ngày hôm nay đến hết ngày 26 tháng 5 sẽ là đỉnh điểm của mưa dông với mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa được dự báo ở Nam Bộ là từ 150-250mm cả đợt, ở Tây Nguyên là từ 200-300mm cả đợt. Quý vị cần lưu ý đề phòng. Mưa tập trung nhiều hơn vào khoảng thời gian về chiều và tối. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Do trời nhiều mây và có mưa gia tăng nên nhiệt độ trên toàn vùng đều có xu hướng giảm. Tiết trời khá dễ chịu với mức nhiệt cao nhất trưa chiều phổ biến từ 29-32 độ, chỉ một số nơi đạt ngưỡng 33 độ. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước 25 tháng 5 năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, sau có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, có nơi từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa rào và rải rác có dông, sau có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi và trung du sẽ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, gió đông nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng Thanh Hóa cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, riêng phía Nam có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ. Tây Nguyên nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông,
gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ. Nam Bộ, nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió đông đông bắc cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió đông nam đến đông cấp 4. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió đông nam đến đông cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, phía bắc gió đông nam, phía nam gió tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4-10 km, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4-10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió nam đến đông nam cấp 4, cấp 5. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4-10 km, gió tây nam đến nam cấp 4, cấp 5. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4-10 km, gió tây nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió tây cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.